Từ vụ phóng viên đột tử tại World Cup năm 2022, vậy chúng ta cần chăm sóc sức khỏe như thế nào khi làm việc quá sức? Áp lực công việc khiến nhiều người làm việc quá sức, quên đi thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Tình trạng này có thể dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, mệt mỏi kéo dài và ẩn chứa nhiều nguy hại cho cơ thể. Mới đây, Grant Van, phóng viên thể thao nổi tiếng người Mỹ đã qua đời vì kiệt sức khi anh đang đưa tin về World Cup ở Qatar. Theo đại diện của vị nhà báo, anh này có vẻ bị căng thẳng cấp tính khi bắt đầu hiệp phụ của trận tứ kết tại sân vận động Lusail. Anh đã được sơ cứu ngay tại khu vực báo chí trước khi đến bệnh viện, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Trước đó, Grant Van được cho là đã có nhiều dấu hiệu không ổn về mặt sức khỏe của mình. Trong suốt quá trình đưa tin và làm việc tại giải đấu bóng đá lần này, mỗi ngày anh chỉ ngủ 5 tiếng và phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ. Thưa tất cả quý vị thính giả, từ cái câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy ngày nay với một cái nguồn quay và áp lực cuộc sống lớn khiến cho nhiều người phải làm việc quá sức. Điều này khiến họ quên đi thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Hơn nữa thì không ít người ỷ lại có sức khỏe tốt nên là lơ là việc ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện điều độ. Về lâu dài thì tình trạng này dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, mệt mỏi kéo dài và nhiều bệnh lý tiềm ẩn gây nguy hại cho thể trạng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ly, công tác tại khoa nội của bệnh viện Medlatech cho biết, khát khao vươn tới thành công, được thăng tiến trong công việc hay gần hơn là tăng thu nhập cho bản thân. Nhiều người đã lựa chọn làm việc không ngừng nghỉ, làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Đây lại chính là một thói quen xấu có thể gây hại cho sức khỏe của mình. Những vấn đề sức khỏe chúng ta có thể gặp nếu phải làm việc quá sức. Đầu tiên là làm việc quá sức gây kiệt sức và đột quỵ. Đây là ảnh hưởng đầu tiên và có thể nhận biết được tác hại này. Khi làm việc ngày đêm, làm việc không ngừng nghỉ ngơi thì cơ thể không có thời gian được nghỉ và tái tạo sức lao động. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ bị kiệt sức, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe, sau đó chất lượng cuộc sống và chất lượng công việc của bạn cũng sẽ không cao. Làm việc quá sức, áp lực công việc quá lớn cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người gặp phải tình trạng đột quỵ vô cùng nguy hiểm và thậm chí còn đe dọa tính mạng của người bệnh. Tiếp đến, khi làm việc quá sức có thể gây mất ngủ. Khi làm việc quá sức, đặc biệt là những người làm công việc trí óc, sẽ dễ gặp phải tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và rất dễ gặp ác mộng hay là giật mình khi ngủ. Tình trạng này là do khi làm việc nhiều giờ đồng hồ dưới ánh sáng xanh phát ra từ máy tính, điện thoại, khiến cho não phải hoạt động hết công suất để khiến căng thẳng và khó ngủ hơn. Ngoài ra, thức khuya sẽ gây ra những tác động xấu đến đồng hồ sinh học của mình. Tiếp đến, làm việc quá sức gây căng thẳng kéo dài và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi làm việc quá sức, não luôn luôn bị áp lực, căng thẳng và sản xuất nhiều hơn loại hormone gây căng thẳng. Đồng thời lúc này lượng đường trong máu cũng sẽ tăng lên, gây rối loạn và làm suy giảm hệ miễn dịch. Làm việc quá sức khiến cho căng thẳng kéo dài, bạn có thể đối mặt với một số vấn đề sức khỏe khác nhau như là trầm cảm hoặc những vấn đề về tim mạch. Hoặc một lý do khác là khi làm việc nhiều giờ, đồng nghĩa với việc hệ thống tim mạch cũng phải hoạt động nhiều hơn, vì thế làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Và tiếp đến là một vấn đề mà có lẽ chúng ta sẽ không tưởng tượng đến. Thưa quý vị, đó là chúng ta làm việc quá sức sẽ gây lên tình trạng vô sinh. Càng ngồi quá lâu trên bàn làm việc thì nguy cơ vô sinh càng cao. Nguyên nhân là khi ngồi làm việc quá nhiều, thói quen lười vận động sẽ khiến ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh lý, làm giảm khả năng sinh sản và khả năng thụ thai. Ngoài ra, khi chúng ta làm việc với một cường độ cao, làm việc quá sức sẽ giảm trí thông minh. Nhiều người cho rằng làm việc chính là một cách giúp rèn luyện não bộ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi làm việc vừa sức, kết hợp làm việc điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Ngược lại, nếu mà chúng ta làm việc quá sức sẽ khiến não gặp nhiều căng thẳng, áp lực, dẫn đến phục hồi não chậm, gây giảm trí thông minh. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao những người làm việc quá sức thường bị mất tập trung, nhớ nhớ, quên quên. Và cuối cùng là làm việc quá sức có thể gây tăng cân. Khi dành quá nhiều thời gian để làm việc sẽ không còn thời gian chăm sóc cho bản thân, không dành thời gian để tập luyện hay là chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe. Đồng thời có xu hướng thích những loại đồ ăn nhanh, những món ăn chứa nhiều dầu mỡ tiện lợi và nó chắc chắn sẽ khiến cơ thể của bạn tăng cân. Vậy thì với những tác động rất xấu đến sức khỏe của mình thì chúng ta cần làm gì để tránh làm việc quá sức? Để vừa có thể đảm bảo hiệu suất công việc vừa giữ gìn sức khỏe nên lưu ý một số điều sau. Nên có một chế độ ăn uống hợp lý với đầy đủ các nhóm dưỡng chất như là vitamin, protein, chất xơ, omega 3. Các nhóm chất này có trong các loại rau xanh, trái cây, thịt đỏ, các loại cá hồi, cá ngừ, ngũ cốc nguyên hạt. Nên dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn bằng các hoạt động như là nghe nhạc, đi bộ, tập luyện. Và cuối cùng là phải ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày nhằm giúp cơ thể và não bộ của mình phục hồi nhanh nhất, hạn chế việc thức khuya làm tổn hại đến các dây thần kinh. Hi.
hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.